chào các bác, cô chú, anh chị nhé. Có các bác, cô chú, anh chị nào xem video này đang ở Hà Nội không ạ? Đấy, hôm nay em hứa là không đi đâu rồi, không đi chơi. Không đi đâu thì không đúng, chắc cũng có việc vẫn phải đi, nhưng mà không đi chơi. Dặn lòng mình là không đi chơi rồi. Hôm qua mấy anh em có đi với nhau một buổi, vừa đi thăm vườn vừa đi nhậu nhẹt chơi cây, là cũng thống nhất quan điểm với nhau là hạn chế tối đa, bây giờ không tụ tập nữa. Đấy, rất là nguy hiểm dịch bệnh. Cái có cây ở nhà làm là sướng lắm bác, không có cây mình khó chịu, mình đang đi mình cuồng chân rồi, mình đang đi mình dừng lại mình không đi chơi nữa, nó khó chịu lắm. Kể cả mình đang đi làm cũng vậy, cứ bảo muốn nghỉ nhưng mà đến lúc họ cho nghỉ dài thì lại chán ngay thôi. Đấy, thì vẫn còn có cây để làm các bác ạ. Tí nữa buổi trưa tôi sẽ đi lấy một cái cây nữa ở bến xe. Không biết hôm nay xe cộ lên có bị mắc gì không, thì thôi chờ tin sau. Nhưng mà làm cái cây này một cột rất thụ. Rất thụ, nó chỉ cao, tôi nghĩ là nó chỉ tầm khoảng độ 25 đến chắc khoảng 25 phân. Nhưng mà cái chậu này hình như là đâu đấy đường kính là hơn 30 ấy. Một cái cây rất thụ mà nếu như mà tôi chăm sóc từ ngày xưa thì chắc giờ hòm hòm. Đấy, bây giờ tôi chỉnh sửa lại các bạn nhé. Đấy, ngoài kia đang mưa bay bay, lạnh lạnh, tiết trời hơi ảm đạm. Đấy, nhưng mà làm cây mua cái thời tiết này quay có vẻ là lên hình hơn đấy các bạn. Thôi, lại chiến em nó các bạn nhé. Một cột rất thụ. Tối làm ngày, làm cây đêm cũng thích các bạn, nhưng mà một số cái cây đêm mà làm mà đục thì nó vàng lắm, hàng xóm hơi phiền, nhà mình còn người nó khó chịu nữa, hàng xóm hạn chế là ở cái chỗ đấy. Cái lứa này không dùng được các bạn, tôi buộc thì phải thu lại. Cốt rất là quý đấy các bạn, rất là quý. Nó ngắn mà nó thụ như này quý lắm, nó không có những cái vết hạ cổ nó to. Chứ nhiều cốt rất đẹp nhưng mà hạ cổ xuống nó không phải là tự nhiên của nó, nó không có. Những cây mà nhìn cảm quan ban đầu mà nó tốt luôn các bạn nhỉ, nó rậm rạp mà nhìn nó có khi nó còn bẩn bẩn ấy, mà cắt ra nó lộ cổ sướng lắm các bạn. Chuyên là những cây mà
đẹp và hoàn thiện rồi ấy. Ai biết rồi thì cảm xúc nhiều khi nó không bằng những cái cây mình khai phá ra nó đâu các bạn. Sướng lắm. Cho nên tôi thường là tôi thích bắt những cây ít người biết, ít người quan tâm đến. Nhưng mà mình có ý tưởng về nó và mình làm cho người ta bị ồ lên. Sao mà đẹp thế? Thì đấy là cái thành công của mình, khi đua tiền mua cây đẹp rồi ấy. Đã biết rồi nhưng mà nó không còn nhiều cái ý nghĩa đối với tôi. Tất nhiên vẫn thích chứ, nhưng mà một cảm xúc nó khác. Lộ cộ ra chưa? Kiểu như mình khai phá được vùng đất mới quá. Tìm ra cái đẹp đó mới là cái đích của mình, thì người làm cây quá. Chứ người chơi cây thì khác. Người chơi thì người ta làm, nghệ nhân làm ra tác phẩm nào thì mình chơi như vậy. Chứ còn người làm ra cây là mình phải khai phá ra cái đẹp. Tuyệt vời chứ. Nhiều khi nó khó giải thích. Một số bác hỏi vì sao có cây thấy nuôi dễ vậy không, nhưng mà
không có ý đồ cả các bác ạ. Ví dụ như cây cốt thụ, cốt đặc này ta chơi thân cốt, người ta không thích nhiều những dễ buông. Những dễ buông có thể lấy được những điểm tay này xuống để làm dáng làng, nhưng mà như thế nhiều khi nó che mất những cái thây cây thuật có thân cốt này. Còn những cây vách làng ấy thì phải có những cái dễ vách làng thì mới ra được dáng làng. Nó cũng dần dần các bạn, khó giải thích. Cho sang chậu khác, chỗ này đấy. Đó. Này bỏ đi, đẹp rồi, ngon lành tình nào rồi. Dễ thì cho sạch thân, dễ nuôi sau nó bẩn thân, quấn quấn này. Cây có cốt mà cốt đẹp ấy, mình phải khoe cái đẹp rồi. Khoe không? Loa phường đang đi tuyên truyền quá. Việt Nam làm chống dịch rất tốt, hy vọng là thành công. Cái này lúc mua tính ra nhiều tiền lắm các bạn, lúc mua đấy. Rồi ok, đã xong, đã chiến xong em nó, đã chiến xong em nó. Cái này thì dễ làm dễ cắt thôi. Đây vừa nãy rậm rạp và bẩn bẩn thì nhìn không rõ, thì bây giờ toàn cảnh nó đây các bác, chậu cũng khá đẹp rồi. Đấy, thân cốt này. Chỗ này bao nhiêu phân các bác? Chắc tầm 25-27 phân các bác nhỉ. Rộng thì vô đối luôn. Bệ biếc này các bác này, nhìn nó cuộn cuộn này, kinh khủng lắm. Nguyên một cái bánh cốt chậu như này này, đang phủ đất nhật lên nhìn nó không rõ. Đây này, mới ra thì khủng khiếp lắm. Khủng khiếp lắm. Thân cốt nhìn già, già thụ, thụ kinh khủng luôn. Đấy, cái cây mà thụ như này mà chơi thân cốt đặc như này, thì vặt hết những cái rễ này đi cho nó sạch cái thân, cho nó sáng, vừa sáng vừa đẹp. Nuôi cái rễ này nó rất hại tay mà nó bẩn, nó dễ gió mà. Nếu mà gió nó cứ lưa thưa nó bay này thì lại nó khô, lại như làm cái chi nó bẩn yếu, mà phi được xuống đất thì lại làm chi nó béo. Mà cũng mình có nuôi những cái rễ vách đâu mà phải lấy những cái đấy đâu, bỏ hết. Đấy, góc cạnh nào cũng đẹp, góc cạnh nào cũng đẹp. 1, 2, 3, 4, 5. Đấy, 1, 2, 4, 5 đúng không? 5. Tính cái đầu mẩu hình nhá. 2, 3, 4, 5. Đấy, 4 tay một ngọn. Ngũ lão này. Đẹp quá. Đẹp quá. Giờ cứ cắt cây nào dạng thấy đẹp này. Mà cũng là do chính tay mình cắt ngày xưa đây. Bây giờ lại là mình cắt, mỗi lần là mặt lông ra lại thấy xúc cảm đầy mình này. Phê quá. Rồi, cảm ơn các bác. Chúc sức khỏe.